Hello, xin chào cô chú anh chị các bạn quay trở lại với kênh du lịch của Thành Lê USA nhé. Bây giờ mình xin thời sự với mọi người một chủ đề nóng bỏng nữa đó là vì sao người Mỹ người ta kéo xuống đường biểu tình. À, không ở mọi người cũng đã thấy rồi có rất nhiều người người ta làm gì nè. À, người Mỹ ở trong nhà quá lâu rồi cho nên kéo xuống đường biểu tình đó. À, người Mỹ ở nhà quá lâu làm tăng bạo lực gia đình. Nói à, chung là những cái tựa đề câu view vớ vẩn đó mọi người trước tiên được hơi nghe nói. Vì sao? Tại vì những con người đó họ là đơn giản là gì họ tối ngày họ ở nhà bên mỹ họ đâu có biết được chữ ngoài đường chắc họ nghĩ cả thế giới này cả nước mỹ này đều ở nhà giống như người đó người mỹ họ ta xuống đường ta biểu tình là tại vì người ta muốn chính phủ mở cửa để các ngành dịch vụ để người ta có thể đi làm người ta kiếm việc làm không? chứ không phải ai ta biểu tình là tại vì người ta không được ra đường ok không được ra được chẳng những ta được biểu tình mà người ta còn mang súng ra đường người ta biểu tình đó đó là cái quyền lợi của người ở mỹ này ok mọi người xem video à, của những người ở bên Mỹ này như mình hay là bao nhiêu người Mỹ khác thấy mình muốn đi đâu mà đi à? Chẳng sáng qua là bây giờ là các hàng quán cửa hàng mua sắm đồ mà không có kinh doanh mà không quan trọng nó đóng cửa thành ra ra đường đi nữa chạy xe vòng vòng xong chạy về chứ không có không có chỗ nào đi đi hết đó, đó. chứ không phải là không được ra đường ok đó còn mấy, bạn được có quan tâm tới những cái người mà tối ngày ngồi ở nhà mọi người nghĩ còn một con ếch mình ngồi trong cái giếng này nó sẽ biết gì bên ngoài cái giếng không biết gì hết ok người ta người Mỹ người ta biểu tình là tại vì người ta đã bị thất nghiệp tự nhiên người ta đang làm con lệnh cái trong vòng một tháng qua khi mà dịch bệnh bùng nổ trên nước Mỹ này người ta bị thất nghiệp thất nghiệp tức là gì không có tiền không có thu nhập ừ. mà dù chính phủ đã có những chương trình hỗ trợ như là ngàn hai đó này kia hai tiền thất nghiệp rồi này kia nhưng mà mọi người nên nhớ là gì những cái đó đó chỉ là giải pháp tạm thời chỉ đủ cầm cự thôi chứ nó về lâu dài nó không có ổn phải không tại sao tại vì à, sắp tới đây là cuối tháng với đầu tháng là tiền bills tiền quá đơn về tiền nhà tiền xe tiền này tiền kia đủ ấp về à, trong khi đó những cái tiền à, bảo hiểm tiền à, thất nghiệp điều này kia với tiền hỗ trợ này kia nhìn thấy nó nhiều vậy đó nhưng mà nó đủ với người này chứ nó không có đủ với người kia mà với thứ hai nó gì ví dụ những cái người nào họ thu nhập thấp thì họ thấy nó nhiều chứ còn những người mà họ thí dụ họ thu nhập cao đi thì những cái số tiền nó đâu có nhiều À, mọi người nên hiểu đây là nước Mỹ, đó là một nước rất là lớn nông dân. Chứ nó không có phải nằm trong cái cộng đồng gọi là làng hài cuộc sống Mỹ đó đây. Ok. Những cái người mà mọi người nên mọi người nên thắc mắc là vì sao mà nhiều hơn cái người đó họ tối ngày họ ngồi ở nhà không vậy? Ở à, Mỹ mà sao ngồi ở nhà không vậy? Đó. À, đồng ý cái họ sẽ lý do là bây giờ là đang dịch bệnh nên ngồi ở nhà. Ồ, oh, vậy rồi lúc mà trước khi dịch bệnh thì thế nào? Họ cũng vẫn ngồi nhà vậy là vì sao? Vì sao đúng không? hoặc à, là sau này sau khi hết dịch bệnh họ cũng ngồi ở nhà vậy là sẽ vì sao nữa đúng không ở à, mỹ gì kỳ ấy, mấy kỳ á à, mọi người tưởng tượng người mỹ họ đâu có sống vậy đâu đúng không và người ở uh, việt mà ở mỹ lâu năm họ cũng đâu sống vậy đúng không rồi mấy đứa mỹ con hay những người việt lớn lên trên nước mỹ này như mình cũng đâu có sống vậy đúng không đúng không chỉ những người nào mà mới qua mà đặc biệt là gì những kỹ sư bác sĩ không đọc những kỹ sư hay những thầy giáo vớ vẩn luật sư nào ở ở bên Việt Nam qua mới qua sau này á, họ mới sống vậy à, nhưng mà đó là chuyện của họ đâu có liên quan gì tới người Mỹ đúng không đâu có nghĩa là họ sống ở Mỹ cái tự nhiên mọi người Mỹ này cũng giống họ đó à, mọi người nhớ vấn đề đó và những cái người mà cái đó là chưa kể là gì người Mỹ này á họ rất là thực tế tại sao tại vì người ta biết cái quyền lợi của người ta mọi người thấy ở đâu trên thế giới này ở đâu trên thế giới này mọi người ta À, mà người dân có, có thể biểu tình như người dân Mỹ mà còn chẳng những biểu tình mà còn có thể mang súng đi biểu tình hao súng đó mấy mấy bạn thấy uh, mấy cái súng trường mà loại uh, mà quân đội với cảnh uh, cảnh sát đặc nhiệm người ta dùng không? đó cái đó là cảnh sát còn phải đấu nếu mà đấu súng là cảnh sát trong trường hợp đó cảnh sát Mỹ đấu không lại mấy người đó đó. How? mấy bạn nghĩ ở đâu trên thế giới mà có uh, cái đặc quyền đó không đó là người tại vì người ta là người Mỹ người ta thừa hiểu như đó là những cái quyền lợi của người ta à mà dù không có chuyện uh, về sự cố gì xảy ra nhưng mà ta cái đó là cái quyền biểu tình cái cái quyền lợi của người ta người ta có quyền đòi hỏi cái điều đó Đấy không? còn những cái người mà mọi người nghe trên uh, youtube là gì người ta là có views người ta cần phải làm những cái tựa đề những cái video uh, mà phỏng đoán tin tức vậy đó không? để đúng hay sai thì không có quan trọng đối với họ tại vì họ sao họ chỉ cần nói làm sao mà cho mọi người thích nghe à thích nghe thì có nghĩa là nhiều virus nhiều nhiều virus thì nhiều tiền nhiều tiền có nghĩa là kiếm ăn được hả kiếm ăn được tức có nghĩa là cái đề tài đó xài được à, mọi người nên hỏi đó là cái món chú quan trọng ok bây giờ mọi người đừng có nghe những cái video vớ vẩn đó thôi video đã dài rồi xin chào và tạm biệt mọi người nhé hẹn gặp mọi người những video tiếp theo ok thank you bye bye nào